Một loài bưởi xoay hà hết, bưởi xoay hà là bị ngon mà. Các xong thả vứt xuống dưới à? Ừ, cùng, tùy các cháu làm kiểu gì thì làm. Nếu mà vứt mình đi bán ngay là được, nhưng mà để lâu là nó không được, nó bị dập ấy. Ừ, nó bị dập, nó ăn không ngon. Mấy quả thấp thấp này. Hay là đi lấy một cái bé nhỉ? Thank you.
chút không chăm được ấy, không phun được ấy. 18 quả đầy chùi luôn. Cái này nó nước mà. Có một đoàn đồng đang bây giờ là chưa có đến sang này đến tháng 9 đi. Bây giờ nó chín chậm lắm. Vâng ạ. Nhìn ạ. Cái này chả gì. Vâng vâng, làm biết. Làm chả. Biết là đi ra là
ăn mà. Kinh nghiệm. Chứ rồi. Xíu. Chưa gửi tiền. Gửi đi. Cho nữa thì lấy. Em cài đặt cái máy này quay là quay 4K. Em ngã anh ạ. Ôi, nhìn từ dưới lên kia nó. Thank you.
nhé. Ngọt lên luôn mà, không chua tí nào luôn. Thank you.
đấy.
chai đi. Xin bắt tay thôi.